nối chương trình là phần tin tổng hợp. Thúy Hằng xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu phê chuẩn sử dụng vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Verona. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu EMA ngày 23 tháng 6 đã phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19 của Valneva, công ty dược phẩm liên doanh của Pháp và Áo. Theo đó, đây là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ 6 được EMA phê chuẩn cho đến nay. Sau quá trình đánh giá dữ liệu về loại vaccine này, EMA khẳng định vaccine ngừa COVID-19 của Valneva đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hiệu quả, chất lượng và mức độ an toàn của Liên Âu. Trong thông báo mới nhất, EMA nêu rõ cơ quan này khuyến nghị cơ quan chức năng châu Âu cấp phép lưu hành loại vaccine ngừa COVID-19 trên thị trường và đối tượng sử dụng là người trong độ tuổi từ 18 đến 50, khác so với các loại vaccine ngừa COVID-19 đang được lưu hành trên thị trường. Vaccine ngừa COVID-19 của Valneva được sản xuất dựa trên công nghệ truyền thống, có chứa các hạt bất hoạt của chủng virus corona, ban đầu không gây lây nhiễm. Do đó, công ty này hy vọng sản phẩm sẽ đón nhận được ủng hộ của khách hàng, những người còn do dự tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Ủy ban châu Âu đã ký hợp đồng mua 60 triệu liều vaccine này trong năm 2022 và 2023. Sau khi nhận tội, cựu luật sư Michael Avenatti được xóa bỏ các tội danh còn lại, các công tố viên cho biết họ quyết định không theo đuổi những tội danh còn lại trong vụ kiện hình sự chống lại cựu luật sư Michael Avenatti, người đại diện cho nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniel. Theo nguồn tin Reuters, trong đơn đệ trình hôm thứ Ba 21 tháng 6 với tòa án liên bang ở Santa Ana, California, các công tố viên cho biết họ dự trù sẽ bác bỏ 31 cáo buộc còn lại đối với ông Avenatti sau khi phiên tòa tuyên án ông vào ngày 19 tháng 9 về 5 tội danh khác. Các công tố viên cho biết phán quyết của bà James Sauna, thẩm phán liên bang sẽ giải quyết toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo và xóa bỏ nhu cầu xét xử. Ông Avenatti, 51 tuổi, nhận 4 tội danh gian lận điện toán và 1 tội danh cản trở sở thuế vụ vào ngày 16 tháng 6. Với hy vọng tránh được một phiên tòa hình sự thứ tư, các cáo buộc này sẽ khiến cho ông Avenatti phải lãnh mức án tối đa 83 năm tù. Ông Avenatti đại diện cho chính mình mặc dù không phải là một luật sư hình sự. Trước đó, ông phải lãnh án 5 năm tù sau khi bị kết án vào tháng 2 vì biển thủ gần 300.000 Mỹ Kim tiền bán sách của bà Daniel và vì cố gắng tống tiền công ty Nike lên tới 25 triệu Mỹ Kim vào năm 2020. Ông đang kháng cáo vụ kiện của Nike và nộp thông báo kháng cáo bản án của ông trong vụ bà Daniel. Những vụ án này được xét xử ở Manhattan, trong khi đại diện của bà Daniel, tên thật là Stephanie Clifford. Ông Avenatti trở thành tâm điểm trên các bản tin truyền hình cáp vì chỉ trích ông Donald Trump, đồng thời tuyên bố hùng hồn rằng sẽ ra tranh cử chức vụ tổng thống vào năm 2020. Liên đoàn bóng đá FIFA cho tăng số cầu thủ dự World Cup 2022. Để thích nghi với thời điểm thi đấu và COVID-19, mỗi đội tuyển được phép đăng ký 26 cầu thủ ở World Cup 2022, nhiều hơn 3 so với thông thường. Lý giải quyết này, FIFA cho biết do giải đá vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, thời điểm các giải vô địch đang diễn ra, nên các đội tuyển cần thêm phương án dự phòng. Bên cạnh đó, tác động của COVID-19 đến thể lực cầu thủ cũng là một phần nguyên nhân. Số lượng cầu thủ tối đa trong danh sách sơ bộ được tăng từ 35 lên 55. Số cầu thủ trong danh sách cuối cùng được tăng lên tối thiểu 23 và tối đa 26 người. FIFA thông báo tối 23 tháng 6, các cầu thủ được đội tuyển triệu tập dự World Cup sẽ đá
trận cuối tại CLB vào ngày 13 tháng 11. Mỗi đợt được tối đa là 26 người ngồi trên băng ghế huấn luyện mỗi trận. Trong số này có 15 cầu thủ dự bị và 11 thành viên ban huấn luyện, trong đó ít nhất một bác sĩ. Trong lịch sử, World Cup luôn diễn ra vào mùa hè. Khoảng tháng 6 và tháng 7 năm nay, đại hội được chuyển sang mùa đông do mùa hè tại Qatar quá nóng, dao động từ 30 đến 42 độ C. Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12, với mật độ thi đấu 4 trận mỗi ngày và các trận không diễn ra cùng giờ, trừ lượt trận cuối vòng bảng. Điều này xuất phát từ lý do phải cắt ngắn thời gian tổ chức để giảm thiểu ảnh hưởng của một kỳ World Cup mùa đông chưa từng có trong lịch sử. Mặt khác, do các sân rất gần nhau, đều nằm trong bán kính 60 km và hạ tầng cơ sở hiện đại, nước chủ nhà đảm bảo được mật độ thi đấu dày đặc như trên. Phục trang cũ của Johnny Depp hơn 81.000 Mỹ Kim. Tờ New York Post đưa tin đôi bàn tay kim loại của Johnny Depp trong phim Edward Scissorhands được đấu giá 81.250 Mỹ Kim. Theo đó, trong cuộc đấu giá do Pro Store tổ chức tại Los Angeles hôm 21 tháng 6, đôi bàn tay kim loại của tài tử đạt mức gần gấp đôi so với giá kỳ vọng ban đầu là 50.000 Mỹ Kim. Trong phim giả tưởng Edward Scissorhands năm 1990 của đạo diễn Tim Burton, Johnny Depp được nhận xét diễn xuất sắc khi đóng cặp với Winona Ryder. Anh hóa thân một cỗ máy được chế tạo dang dở, có cơ thể giống hệt người thật với đôi bàn tay được làm bằng những chiếc kéo và dao cạo. Vai diễn người kéo giúp cho Johnny Depp thiết lập tên tuổi ở Hollywood, trở thành dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của diễn viên. Làn sóng tìm mua đồ cũ của tài tử đang dâng cao sau khi Depp thắng trong vụ kiện phỉ báng giữa anh và Amber Heard. Ngoài đôi bàn tay chiếc mô tô nghệ sĩ sử dụng trong phim Cry Baby năm 1990 của đạo diễn John Waters cũng được Cruise GWS Auction đem đấu giá với mức dự kiến là 250.000 Mỹ Kim. Sau vụ kiện Johnny Depp tất bật chạy show ở châu Âu, dự kiến ra mắt album 18 cùng tay guitar huyền thoại Jeff Beck giữa tháng 7. Trong một thông báo gửi tới người hâm mộ, Depp viết thật vinh dự khi được viết nhạc và biểu diễn cùng Beck, một trong những thiên tài âm nhạc vĩ đại, người mà giờ đây tôi có thể tự hào gọi là anh trai. Trong khi đó, các dự án của Amber Heard bị ảnh hưởng nặng. Phía diễn viên ước tính mất cơ hội kiếm 45 đến 50 triệu Mỹ Kim vì bị các hãng phim quay lưng. Trước đó, hơn 3 triệu người ký vào đơn đòi xóa vai của Heard trong bom tấn Aquaman 2 ra mắt năm 2023. Heard gặp khó khăn tài chính vì phải trả tiền cho đội ngũ pháp lý để theo đuổi vụ kiện suốt nhiều năm và không có nhiều dự án phim do làn sóng tẩy chay trên mạng xã hội. Gần đây, cô bị bắt gặp đi mua đồ ở cửa hàng giảm giá. Tài tử Arnold Schwarzenegger chia nửa tài sản cho vợ cũ. Arnold Schwarzenegger chia nửa số tiền kiếm được từ năm 1986 đến 2011 cho vợ cũ Maria Shriver khi hoàn tất thủ tục ly dị. Ngày 22 tháng 6, nguồn tin của US Weekly cho biết tòa án mới ra phán quyết cho Maria Shriver được nhận nửa số tài sản của Arnold Schwarzenegger sau một năm hoàn tất thủ tục ly hôn. Số tiền bao gồm các khoản thu nhập ông kiếm được từ công việc đóng phim, kinh doanh, thống đốc bang California và các khoản lương hưu phụ cấp. Cặp sau hoàn tất thủ tục ly dị năm 2021 sau 10 năm chia tay, họ có 4 con chung: Kathleen 32 tuổi, Christina 30 tuổi, Patrick 28 tuổi và Christopher 24 tuổi. Shriver và Schwarzenegger trải qua cuộc hôn nhân 25 năm trước khi chia tay vì tài tử lộ bê bối ngoại tình cùng người giúp việc Mildred Patricia Bena. Ông cũng có một con trai riêng, Joseph Bena, 25 tuổi, với tình nhân. Theo Celebrity Networks, Arnold Schwarzenegger hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 400 đến 450 triệu Mỹ Kim. Thu nhập của ông chủ yếu đến từ sự nghiệp diễn xuất, kinh doanh và làm chính trị. Trong đó, phần lớn là lợi nhuận của các dự án phim từ thập niên năm 1980 đến đầu những năm 2000. Arnold Schwarzenegger từng tuyên bố giải nghệ sau Around the World in 80 Days, tức là 80 ngày vào năm 2004, để tập trung giữ chức thống đốc bang California. Sau đó, ông chỉ góp mặt trong một số dự án phim với tư cách khách mời. Sau khi chia tay với Maria Shriver, Arnold Schwarzenegger trở lại đóng phim và xuất hiện trong một số loạt phim bom tấn. Trước khi bắt đầu sự nghiệp điện ảnh, ông là vận động viên thể hình chuyên nghiệp, từng 7 lần thắng giải Mr. Olympia trong thập niên 1970. Arnold cũng từng thi cử tạ tại Olympic,
Từ năm 2003 đến 2011, Arnold giữ ghế thống đốc bang California. Ông từng thổ lộ nguyện vọng trở thành tổng thống Mỹ nhưng không tranh cử. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thúy Hằng cảm ơn cho thời gian quý báu quý vị đã đón xem chương trình. Thúy Hằng xin cầu chúc cho quý vị sẽ có một cuối tuần thật nhiều niềm vui và nụ cười. Thúy Hằng xin trân trọng kính chào.